ngày hôm nay ai đã săn được cái chai nước hoa này thì có thể comment đã săn lên cái like này giúp em, để cho mọi người biết là em thực sự có tặng quà trên like cho mọi người, được không ạ? Ngày hôm nay tiền bạc đối với em không hề quan trọng. Ngày hôm nay mua một chai nước hoa này sẽ được tặng một cây bàn chải đánh răng miễn phí cho mọi người luôn. Ushima, người đàn ông này anh ấy chỉ biết đi ra ngoài kiếm tiền về thôi, anh ấy không có làm được cái gì cả. Ushima, nhưng mà hôm nay tôi lên cái live stream này để chứng minh cho anh biết, chứng minh cho tất cả mọi người ở đây biết là không có phải là chỉ mỗi đàn ông mới có thể kiếm ra được tiền. Tôi cũng có thể kiếm ra được tiền. Không những kiếm ra được tiền mà tôi còn có thể kiếm được chuyện nữa. Ushima, anh nghĩ một đi. Ushima, ngoài cái câu đó ra anh ấy không còn biết nói được cái câu nào khác nữa. Ôi sao hả chung Vinh Trinh Linh? Ôi sao hả chung chung Vinh Trinh Linh? Vinh Trinh Linh! Mình cái con mẹ mày.